Chào các bạn, Linh đang trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay, Linh đang sẽ tô màu các động vật hoang dã. Các bạn hãy cùng theo dõi cách mà Linh đang tô màu cho chúng nhé. Con này đẹp quá, đố các bạn biết nó là con gì nào? Bộ lông của nó mọc rất nhiều gai nên người ta gọi nó là con nhím đấy các bạn nhỏ. Hãy cùng xem Linh đang tô màu cho bộ lông đẹp đẽ của nó nhé. Con nhím cũng giống với chúng ta đấy các bạn nhỏ, có bạn nam, bạn nữ, nhím cũng vậy đấy các bạn nhỏ. Có nhím đực và nhím cái, nhím đực có mỏ dài, đầu nhọn, thân hình thon dài, đuôi dài hơn con cái. Nhím cái mỏ ngắn, đầu hơi tròn, thân hình quả chám, đuôi ngắn và mập hơn con đực. Các bạn hãy cùng xem Linh đang tô màu cho bạn nhím nhé. Đăng ký kênh ủng hộ cho Linh Đan nào. Hello, cutie pie. Hello, cutie pie. Hello, cutie pie. Vậy là mình tô màu xong con nhím rồi. Tiếp theo hãy cùng mình tô màu cho con khỉ nhé. Yeah!
con khỉ có cái đuôi dài và rất hay leo trèo đấy. Đuôi của nó dài như vậy là để leo trèo không bị ngã. Hãy cùng theo dõi mình tô màu cho bạn khỉ nào. Hello, cutie pie. Boop, 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 boop.